kết của Thánh Giuse đơn sơ, mộc mạc. Các thánh sự cũng không ghi chép nhiều về Ngài trong Tân Ước. Các địa điểm dành riêng để kính Ngài cũng không nhiều. Nhưng ít ai biết, ngay giữa trung tâm Sài Gòn nhộn nhịp, có một ngôi đền kính thánh nhân mà ngày ngày tín hữu từ khắp muôn nơi tìm đến dâng lời nguyện cầu. Tọa lạc tại số 69 đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, gần ngã tư Bảy Hiền. Đền công chính Thánh Giuse nằm khuất sau những dãy nhà bề thế bao quanh. Qua cánh cổng tam quan, đập vào mắt mọi người là một ngôi đền được xây theo kiểu phương đình với những đường nét kiến trúc Việt truyền thống. Mỗi mặt dài 16 mét, có lầu 8 mái. Ngoài đền chính, trong khuôn viên còn có một quần thể kiến trúc được phối trí hài hòa. Từ cổng vào, nếu nhìn sang bên phải là tượng đài Mẹ Vô Nhiễm, còn bên trái lần lượt là bức phù điêu các thánh tự đạo Việt Nam. Tượng đài Thánh Giuse với câu nhắn nhủ nằm phía dưới: "Hãy đến cùng Giuse". Và tượng đài Chân Phước Andre Hiển Tu được đặt gần bậc thềm dẫn lên ngôi đền như người canh giữ. Cũng chính việc nằm lặng lẽ giữa khu dân cư trong một khuôn viên không rộng, cảm nhận của những ai lần đầu đặt chân đến là vẻ ấm cúng, yên bình như một khoảng lặng giữa sự sôi động của thành phố. Đền công chính Thánh Giuse do cha Giuse Maria Phạm Châu Diên, sinh năm 1914 và mất năm 2007, xây dựng năm 1992, trùng tu lại vào năm 2006. Cha Giuse Maria Phạm Châu Diên đã qua đời, an nghỉ bên trong khuôn viên đền thánh, dưới chân tượng Thánh Giuse ngủ. Ngày đầu mới hình thành, nơi đây khá vắng vẻ vì vốn là nhà hưu dưỡng của các linh mục gốc Bùi Chu. Nhưng theo thời gian, bà con truyền tai nhau nên số người tìm đến kính viếng thánh cả ngày một đông. Hiện nay, đền công chính trở thành nơi thu hút hàng chục ngàn tín hữu mỗi năm. Không chỉ riêng các tín hữu mà nhiều người ngoại giáo cũng được rất nhiều ơn lành của Thánh Giuse, nên nơi đây đã trở thành nét độc đáo riêng biệt trong đời sống đạo của người giáo dân Sài Thành. Trong năm kính Thánh Giuse này, cộng đoàn chúng ta hãy siêng năng làm các việc bác ái, đạo đức, mừng kính Thánh cả Giuse trong một số ngày đặc biệt để nhận được ơn toàn xá, được tha mọi hình phạt do tội đã phạm, với điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ, sạch tội và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn toàn xá này có thể dành cho bản thân mình hoặc cho các linh hồn trong luyện ngục. Nhờ những việc bác ái và đạo đức ấy, tất cả các tín hữu sẽ được Thánh Giuse giúp đỡ để dấn thân sống đời yêu thương và được an ủi, mà vơi bớt những nỗi khổ đau lớn lao đang hành hạ con người và xã hội trong thế giới hôm nay. Nhờ đó, đời sống gia đình được triển nở từng ngày.